Vì sao rất nhiều gia đình doanh nhân thành đạt ở tại Việt Nam đã tìm hiểu và cuối cùng lựa chọn chương trình EB5 để thực hiện hành trình định cư Mỹ cho cả gia đình mình? Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe một vài chia sẻ từ gia đình của anh Chính và chị Ngọc Đào nha. Khi mà chọn cái chương trình EB5 này á, anh cũng đã xem xét nhiều cái chương trình. Chương trình EB3 là để mà lao động nước ngoài á, chương trình đầu tư doanh nghiệp L1 hay là một số chương trình khác. Thì anh thấy cái chương trình EB5 này á, thứ nhất là nó thực tế, là tại vì vấn đề ở chỗ rằng anh chị cũng có một số cái tài chính nhất định, và cái đây là một cái chương trình của chính phủ Mỹ chính thức công bố và trải qua lâu đời rồi. Anh nghĩ chắc cũng khoảng cỡ mười mấy hai chục năm trước là người ta đã có những người đi rồi, đi từ hồi lúc mà nó còn 500.000 lận, chứ không phải tới bây giờ mà nó 800.000 đâu. Người ta đi xong rồi, người ta được hoàn tiền rồi và người ta đã định cư rồi. Trong quá trình làm hồ sơ thì đã có những khó khăn, thử thách nào xảy ra và các anh chị đã vượt qua những khó khăn đó bằng cách nào? Cái khó khăn mà trước nhất là tinh thần, tại vì mình phải xác định được cái tinh thần mình là mình quyết định mình đi để làm gì và đi định cư cho cái gì. Ví dụ như anh chị xác định là đi định cư vì con cái, cho cái cuộc sống của mình nó không thả. Cái thứ hai là vì tương lai của con cái nó sẽ có điều kiện phát triển. Còn cái khó khăn nhất của anh chị ngoài cái tinh thần ra, đó là trong cái vấn đề mà cái chứng minh cái tài chính, nguồn tiền để mình đầu tư theo cái diện EB5 là 800.000 đô hiện nay. Tất cả những nhà đầu tư như anh chị đây á, không ai rành về vấn đề chứng minh hết á. Mình chỉ biết làm ăn thôi, mình biết kinh doanh buôn bán lời lỗ, tiếp thị khách hàng mình đi thôi, chứ làm sao mình biết được chứng minh cái tiền hồi xưa nay mười mấy năm về trước, hai chục năm về trước anh chị từ hai bàn tay trắng anh chị làm nên, thì anh chị đâu có làm sao mà nhớ được tiền mình làm như thế nào. Anh tử ra là cái vấn đề giữ giấy tờ không có, thì cái đó là cái khó khăn thứ hai, chứng minh nguồn tiền, chứng minh những cái giấy tờ mà nguồn gốc tài sản của mình hiện có một cách hợp pháp để mà mình có cái mình làm cái hồ sơ đi. Tiêu chí để gia đình của mình khi tìm hiểu về chương trình này, lựa chọn một công ty để tư vấn cũng như là một dự án để các anh chị an tâm đầu tư vào là gì ạ? Cái đơn vị đó phải có một cái bề dày quá trình về làm cái hồ sơ EB5. Cái thứ hai là chứng thực được cho anh chị biết là cái đơn vị đó đã từng làm cho bao nhiêu hồ sơ thành công rồi. Thứ ba là cái đơn vị đó hỗ trợ tư vấn cho mình đó, thì họ sẽ trình ra được những cái giấy tờ chứng minh được rằng cái dự án đó là dự án thật mà theo cái tiêu chí của chính phủ Mỹ. Ví dụ như dự án đó là phải được chính phủ Mỹ công nhận bằng giấy tờ, chứ không phải là chứng minh bằng cái lời nói. Cái phương cách người ta làm mà có thể là hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, từ cái vấn đề chi phí cho tới cái vấn đề tiêu chí để mà làm hồ sơ đơn giản, không phức tạp lắm, để cho người đầu tư họ cảm giác nó nhẹ nhàng. Tiêu chí anh chọn dự án, thứ nhất chủ dự án là phải có một bề dày quá trình đã làm việc chủ dự án nhiều rồi. Thứ hai, họ đã làm nhiều dự án thành công về EB5 rồi. Thứ ba nữa là cái trung tâm vùng EB5 đó là họ cũng là có một cái bề dày tiếng tăm và những cái dự án họ làm thành công. Đó là hai khía cạnh, chủ đầu tư và trung tâm vùng, là hai người đó đều phải có bề dày làm thành công nhiều dự án. Nếu có những cái dự án thì phải cam đoan, cam kết và chắc chắn rằng họ đã trả tiền thành công một số dự án trước rồi, thì mình sẽ tiến hành là tin tưởng dự án đó. Hiện tại hồ sơ của anh chị đã đến giai đoạn nào rồi ạ? Hiện nay hồ sơ chị Minh chị á, bước đầu đã thành công rồi, tức là mình vừa bắt đầu đầu tư được thành công rồi đó. Chờ cái chính phủ Mỹ cấp cho chị cái giấy 5526 như vậy là cái thẻ xanh rồi. Phải nhờ đến những cái đơn vị tư vấn thôi. Những đề tư vấn thì họ sẽ có những cái phương pháp họ làm. Anh chị cũng rất là khó khăn khi mà đi lục giấy tờ này, đi lục giấy tờ khác, từ nào chạy qua phòng thuế để mà chứng minh cái thuế thu nhập không nợ thuế nhà nước, nó cũng là rất vất vả. Nhưng mà được sự hỗ trợ của các đơn vị tư vấn thì người ta sẽ giúp mình làm những chuyện đó, tại vì họ chuyên. Còn mình thì mình không chuyên đó. Tại vì mình đâu có làm trong cái ngành này đâu. Mình làm cái ngành của mình, chứ mình đâu có làm trong cái ngành tư vấn định cư đâu.